Yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Lâu lắm rồi thì ngày hôm nay mình mới chơi cái con nhân vật Ngộ Không trở lại đây. Cơ bản thì ngày trước, cái lúc mà mới ra thì Ngộ Không nó là một cái con nhân vật khá là hot trong game Free Fire. Thì qua thời gian đấy, rất nhiều nhân vật ra mắt thì Ngộ Không nó đã không còn hot nữa anh em. Nhưng mà phải nói là Ngộ Không vẫn là một cái nhân vật có tính năng vô cùng là thú vị. Và phải nói là trong thời buổi hiện nay, nếu như mà anh em chơi Ngộ Không thì nó sẽ có lợi cho anh em rất là nhiều luôn. Phần lớn thì mọi người hiện tại là các bạn đang chơi cái con nhân vật là Alok đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì ok, mình sẽ thử leo rank một trận bằng Ngộ Không nhá. Và sẽ kể ra những cái điểm hay cho anh em thấy rằng là Ngộ Không, khi mà anh em chơi nhân vật này các bạn sẽ nhận được những cái lợi gì đúng không nào? Ok. Một cái tính năng mà phải nói là đã khiến cho Ngộ Không trở nên có tên tuổi đấy là biến thành bụi cây nha anh em. Cái bụi cây này thì nó khác bụi cây trong thính lắm. Tức là anh em biến hóa ra ấy, thì nó sẽ không kiểu như là... Nó giống như kiểu là anh em là một cái cây di động mà nó sẽ biến hẳn anh em thành một cái cây luôn. Nói chung là nếu mà anh em biết núp vị trí nó ổn thì sẽ rất là khó để phát hiện ra đúng không nào. Còn thường thì khi mà anh em lượm cái bụi cây trong thính ấy thì anh em vẫn có chân bình thường đúng không nào? Ok mọi người, thì chém gió với anh em sương sương một xíu thế thôi. Yes, chúng ta let's go. Hôm nay thì mình đã chuẩn bị cho Ngộ Không một cái bộ trang phục nó khá là hoang dã rồi nhá. Ê, thanh niên, chạy làm sao được. Ui dồi ôi. Như vậy vô cùng đơn giản. Và mình đã có được kill thứ hai ở trong cái trận đấu này rồi. Ấy thì hiện tại với cái con nhân vật Ngộ Không này thì mình có trang bị thêm tính năng chạy nhanh của Kelly này, tính năng xuyên giáp của Hayato và tính năng khúc cao trào của nhân vật mới Capella nha. Đấy, và mình nghĩ là đây sẽ là một cái combo vô cùng là hoàn hảo. Trong cái thời buổi hiện nay thì hầu hết là các bạn chơi Alok với tính năng sẽ là vừa chạy vừa hồi máu đúng không? Nhưng mà hôm nay thì tôi chơi Ngộ Không, lát nữa thì ok sẽ hóa thành bụi cỏ công nhà cho anh em xem. Xem là Ngộ Không nó có lợi như thế nào nhá. Ơi, ngoài này có một cái nâng giáp này không ai xài. Ôi, không có mì luôn, ngon nhở. Ơi, mấy khi mình kiếm được một cái nâng giáp nó ngon thế này luôn anh em ơi. Ơi, phải gọi là tuyệt vời anh em ạ, được. Đấy, đầu trận thế này thì mình tranh thủ mình đi loot đồ thôi. Hiện tại thì với một cái combo súng nó khá là ổn. Chúng ta có X-18 này, có MP40 này. Đấy, combo súng này thì chơi game phải gọi là tuyệt vời luôn. Khi mà hiện tại thì Kẹo đang sở hữu skin súng là XM8 quái thú nhá, MP40 bích vàng luôn. Mình thì mình chơi rất nhiều trận đấu với hai cây súng này rồi, bắn đã lắm, sướng lắm anh em ạ. Rồi nha, let's go. Úi rồi, đi kiếm người không ạ, từ từ nhá. Tuần này thì chúng ta từ lên cổng trời thôi. Lên cổng trời đi kiếm kill không ạ. Đấy, chứ như này hơi nản, bởi vì từ đầu trận đến giờ mình mới chỉ có được 2 kill á. Phiên bản OB21 thì có một sự thay đổi khá là lớn, anh em thấy không ạ? Cái thông báo khí cầu nó xuất hiện liên tục luôn. Cơ bản là nó sẽ đáp xuống cho anh em những cái vật phẩm tiếp tế rất là nhiều. Riêng Kẹo thì Kẹo không quan tâm lắm, cơ bản là kinh khí cầu để chạy theo nó thì mệt vãi chưởng anh em. Ok, vào đây các bạn ơi, let's go thế nào. Ê, cái gì đấy? Ui, thanh niên nào đã nằm ở trên. Xong rồi bị thằng nào nó bắn cho kìa. Trời ơi. Anh em nên bỏ cái cách leo rank này nhá. Các bạn nằm trên nóc nhà thế, nóc nhà đấy thì nói chung là khá là dễ bắn nhá. Nên là anh em cũng bỏ đi. Đừng núp góc đấy nữa, anh em đổi qua góc núp khác đi đúng không? Nếu như mà anh em muốn tìm hiểu góc núp, hãy tìm kiếm top 5 góc núp Free Fire Sĩ Kẹo nhá. Rất nhiều luôn, và mình sẽ cập nhật thường xuyên những cái góc núp mới cho anh em coi này. Ui. Ở kia có bóng keo anh em ạ. Thế thì khả năng gần đây có người nhá. À, được rồi, đây à. Ui, cái gì đấy? Sợ quá. Ui. Sợ chú quá cơ. Ok, vậy là có mạng thứ 3 rồi nè. Thôi tầm này thì vào nhà cái quần máu đi anh em ơi. Ơ vãi nhở. Lâu lâu kiểu mình chạy hơi ngáo anh em. Kiểu di chuyển nó nhanh quá, đâm ra là nhân vật di chuyển nó hơi lỗi. Rồi nha, trông có vẻ ngon lành đấy. Tuyệt vời luôn nè. Đấy, thế là full cây máu luôn. Full cây máu thì ngại gì nữa hả các bạn ơi. Ui, từ từ anh em ơi, tôi tranh thủ đã. Lượm xác xíu đã anh em ơi. Ui, quả giáp chúng nổ này, ngon không? Các bạn thấy ngon không ạ?
Đấy, làm quả giáp chống nổ quá được luôn. Ok nha, mình cũng đã lắp thêm băng đạn đôi vào. Thì cái băng đạn đôi này thì nói luôn cho những anh em chưa biết là nó sẽ có tính năng là giúp anh em thay đạn cực kỳ là nhanh nha. Đó, nên là kẹo mới xài chứ. Thế nào trong nhà kia nhở? Xuống vả nó. Ngộ Không với 72 phép thần thông biến hóa thì sao phải ngại thằng này nhỉ? May này, ra đây em. Uầy, thật sự là thằng bé bắn cũng thấm phết anh em ạ, không dỡ được. Đây, dụng con kẹo cẩn thận nhá. À, đủ. Làm gì nhau? Có giỏi qua đây làm gì nhau? À, ở trong tưởng là ngon à? Ê, anh lại sợ chú quá cơ. Ra đây em. Uầy, từ từ anh em ơi, phải này hết mẹ máu thì căng vãi nhở. Ê, giờ ok mọi người, mình hết máu rồi, còn đúng 129 máu à? Không sao. Anh em chờ kẹo xíu nhá. Check mình thì thanh niên này không có cái mình nhá. Đó, bật tính năng Ngộ Không và anh em công nhà cực kỳ là ngon lành luôn. Cơ bản là địch nó sẽ khá là khó nhìn mà. Ê, úi dồi, cái gì đấy, đừng. Ui, anh bạn làm gì đấy, chặn đầu nó luôn anh em, còn tí máu mà. Thôi không ăn được đâu anh em, chạy nhanh. Ăn làm sao được, kiểu còn tí máu à. Ui, ăn nó khó lắm công ạ. Thôi. Thằng này tôi bỏ nhá, tôi không chơi đâu. Chắc đứng đây canh nó tí đi. À kia rồi. Mày thử đứng yên một chỗ xem, tao bắn mày vỡ đầu luôn nhá. Nó ngay căn nhà đối diện này, nói chung là tầm này hơi khoai mọi người ạ. Không đơn giản như anh em nghĩ đâu, hơi khoai đấy. À đủ cái đậu xanh chứ. Nó vẫn đang ở trên tầng cơ ạ, nghĩ nó cay nhỉ. Nó không xuống đâu, thằng này nó cũng khôn lắm. Nó cũng như mình thôi, đậu xanh. Thì mình sẽ phải kiếm máu cái đã. Nên là tôi sẽ đi ra xa khỏi cái khu này. Phải kiếm máu thôi, 43 máu sao chơi anh em. Bình thường thì mình chơi Alok là từ nãy đến giờ chạy là nó phải phun cây máu rồi đấy. Nhưng mà bây giờ là có chơi nhân vật Alok đâu, chơi Ngộ Không mà. Cái thời gian hồi chiêu để biến thành bụi cỏ của Ngộ Không thì các bạn chờ mất tầm khoảng là... tức là như thế nào nhở? Tức là hình như là 3 phút đấy, chẳng được khoảng 3 phút đấy. Đấy, nên là một trận đấu là anh em biến được 3-4 lần là căng luôn thôi anh em ơi. Tầm đó. Nên là nói chung là các bạn hãy... như thế nào nhở? Tức là anh em hãy tiết kiệm nhá, tiết kiệm cái chiêu này của Ngộ Không nhá. Thì anh em sẽ dùng cái chiêu hóa bụi cây của Ngộ Không trong những cái tình huống như kiểu là công nhà này, hoặc là trong những tình huống mà bị địch nó bắn bất ngờ. Các bạn có thể là dùng chiêu của Ngộ Không để anh em chạy trốn chẳng hạn. Đó, rất là có lợi luôn, anh em công nhận với tôi thế không? Dù nhá, hiện tại thì nhân vật Ngộ Không nó không bán full cái set đồ của nó nữa, nên là mình cũng không mua được. Ngày trước thì nó bán nhân vật Ngộ Không không thôi. Không biết là bây giờ anh em có thể mua được không nhỉ? Tôi nghĩ là Ngộ Không thì vẫn đang được bán trong shop nha. Nếu như mà anh em thích thì anh em có thể vào mua nha. Cái đợt mà ngày trước ấy, Ngộ Không mới ra mắt ấy, là chỉ cần nạp một kim cương vào nhận luôn thôi. Còn bây giờ anh em lại phải mua bằng kim cương rồi. Ok mọi người, hãy để mình coi nào. Let's go các bạn ơi. Hiện tại thì trong trận đấu vẫn đang còn khá là đông người chơi nhá, 16 người chơi đấy cơ. Ai thế này thì săn mạng mịt nghỉ. Mà khổ nỗi anh em, nó oái âm nỗi. Đấy là tôi có máu đâu, trời ơi này. Không túi máu này, câu thì khổ chưa đậu xanh. Đôi khi là chỉ muốn dừng lại kiếm thêm tí máu thôi mà khó khăn vãi trưởng. Nó không hề đơn giản như anh em nghĩ đâu nha. Vãi trưởng nhở, chán thế. Thôi ra ngoài xíu đi anh em. Đậu xanh. Đây, chúng ta sẽ lên tầng bằng lốp xe này. Kiếm máu thôi. Canh cẩn thận. Phải lúc nãy là mình không dám chạy cầu thang lên. Cơ bản mình sợ là có thằng nào đấy nó canh ấy. Mà nó canh thì chắc chắn là 40 máu là... Úi dồi, 43 máu này, nó bắn cho 2 viên. Đấy. Còn nếu không thì một viên AK là xanh mộ rồi. Mình cũng biết là như vậy mà, nên là cẩn thận tí đi. Vãi nhở, hành trình kiếm máu của Ngộ Không ngày hôm nay hơi khoai. Kiểu chạy mãi chả kiếm tí máu nào. Uầy, vãi thế. Nản thế không. Trời ơi. Công cứ tưởng tượng là Ngộ Không bây giờ kiếm máu không ra thì 72 phép thần thông biến hóa thì cũng hóa bằng không anh em ạ. Đấy. Nó khổ ở chỗ đấy không hả? Công công nhận thế không? Và anh em ơi, nếu như là các bạn thấy những video của mình hay, đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cho video nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay mình cảm giác là mình chơi Ngộ Không nó khốn vãi. Thì nói chung là trải nghiệm Ngộ Không thì nó cũng có những cái ưu điểm, nó cũng có những cái nhược điểm. Thì tôi cũng nói luôn cho anh em mà, được chưa ạ? Let's go nào. Ấy, xuống dưới đây thôi, kiếm máu nào. Ui, có người. Chạy. Vãi. Mẹ không hiểu sao, trong nhà có người không ạ? Ui, thế này chơi gì? Ơ, cái đậu xanh kìa. Thằng này nó đang ở trong nhà không ạ? Nó sẽ chạy qua chạy lại những giữa những cái lan can nhá. À, tức là nó sẽ ngồi để nó canh. Ui, vãi thế. Thế bây giờ làm sao? Ông có ra ngoài không? Hay là ông cứ ngồi trong nhà ông canh? À, hay nhở. Khá nhở.
Ôi, ra đây. Ông ra đây, ông ra đây, tôi chơi ông luôn này. Ngon à. Anh em ơi, thằng này nó không chịu ra ngoài đâu, nó ngồi canh mình đấy. Còn 43 máu, thôi tôi nghĩ là chúng ta sắp toang rồi. Thế nên là tôi nghĩ là chúng ta không nên solo với thằng này. Solo với thằng này kiểu như là lợi bất cập hại đấy. Lợi chả thấy đâu mà kiểu này là tôi thấy tôi chết sớm và anh em bay này, ú rồi này. Đấy, lâu lâu cắn ông tí thôi anh em. Thôi, toang đấy. Tầm này thì kẹo còn đúng một trái bóng keo này. Đấy. Thôi chạy anh em nhá. Không hiểu sao Ngộ Không với 72 phép thần thông biến hóa chơi game toàn chạy thế này, nhưng mà thôi. Không có máu câu à, đang đuối quá. Không chạy làm gì, tôi sẽ dình cơ hội hợp lý tôi chạy nhá. Phải dình cơ hội ấy, không nó bắn cho cái là phải nói là xanh mộ luôn. Cái gậy bóng chảy của mình thì nó không đã được đà ăn. Đấy. Thế là mới khoai anh em ạ. Chắc là tôi sẽ dùng chiêu Ngộ Không ấy, đứng dậy. Ngộ Không. À, di chuyển. nó không biết đâu. Ui, đừng thấy mình nha. Nó thấy nó bắn cho cái thì thôi xong toang. À không sao, đấy. Các bạn thấy không ạ? Trong nhiều trường hợp thì cái chiêu của Ngộ Không, anh em có thể là biến hình thành một cây nhá, xong là các bạn lẩn trốn cả địch nó rất là ngon luôn đúng không? Các bạn công nhận thấy không? Mình vừa thoát khỏi cái pha lúc nãy an toàn nhá, không bị bắn luôn. Ê, ngon không? Anh em lại bảo với tôi là không ngon đi. Quá là lợi luôn. Thế nhưng mà tại sao mà với một cái tính năng hay như vậy mà anh em lại không chơi Ngộ Không? Thì cơ bản là Ngộ Không nó đã là một cái nhân vật nó ra mắt khá là lâu rồi, nó cũ rồi, thế nên là không còn hot nữa. Thì ok, cũng như là rất là ít youtuber, streamer người ta trải nghiệm cái bộ trang phục Ngộ Không này, là chơi game bằng cái bộ trang phục Ngộ Không này. Nên là đôi khi là anh em lãng quên nó thì ok. Thế nên là tôi sẽ trải nghiệm lại để nói với anh em về những cái tính năng hay ho của Ngộ Không. Đó. Tức là sẽ chơi Ngộ Không nhiều hơn để cho anh em thấy rằng là đây là một cái nhân vật mà các bạn rất là đáng chơi trong game Free Fire. Phải nói là trong những trận đấu lâu lắm thì tôi không gặp thanh niên nào chơi Ngộ Không cả. Ok, thì các bạn thấy không ạ? Tính năng biến thành bụi cây chủ động của Ngộ Không á, nó ngon vãi trưởng ra. Theo như mình thấy là như vậy. Rồi nha, hiện tại thì còn lại 6 thanh niên nữa. Ê. Đấy, mấy chốc rồi lại chuẩn bị top 1 rồi. Cố gắng nhá. Cố gắng top 1 luôn cho nó máu chiến nào. Cho anh em phấn khởi nào. Ui vãi trưởng. Anh ơi đừng. Vãi cơ trưởng. Lại 44 máu này. Trời ơi. Má mới luyện được tí máu xong lại toang rồi anh em ạ. Hình như là thằng kia nó ở ngay cái phía tường nhà Doraemon à. Ui. Má chơi game với nhau căng thẳng thế ông ơi. Động xanh nhỉ. Lâu kiểu gặp mấy thằng cho nó bóp rái mình vãi anh em. Sợ thật. Thôi nhá, chuẩn bị lên trên nhá. Thế này không chơi đâu. Chuẩn bị lên trên thôi anh em ạ. Thằng này ở dưới khó chơi nó lắm. Đậu xanh. Thế mày ra đây. Chỉ giỏi cắn trộm thôi anh em, mà nghĩ nó cay nhỉ. Thế nên bắn không bắn, chỉ giỏi cắn trộm chán thế. Thôi, bạn này đừng bắn nhá. Hey, may mắn thoát chết anh em ạ. Thì các bạn thấy không ạ, cái chiêu biến thành bụi cây của Ngộ Không ấy nó hồi chiêu lâu á. Nên là anh em lúc nào trường hợp cần thiết thì anh em hãy xài thôi. Đậu xanh nhỉ. Thế là bây giờ đi tranh thủ đi kiếm máu tí mà khó khăn vai. Chắc là tôi sẽ thử lên trên coi xem như nào, trên này còn máu không đi lượm thêm này. 44 máu, trời ơi, cái kiểu này là kiểu lấy top 1 trong khó khăn rồi. Nó không đơn giản đâu câu ạ. Ok các bạn. Đây thì mình sẽ tiến theo phía trước mặt nha. Yo. Qua đây coi nào. Ai, không có máu rồi, chán quá. Đâu đâu sao máu bây giờ. À, thằng nào trong nhà kìa. Uầy, tôi sẽ canh nó, tôi sẽ xử nó câu ạ. Xem mày làm gì ở đây. Uầy, có đứa nào kìa. Mày này. À, thì ra là hai đứa này chúng nó cay nhau. Một đứa trong nhà, một đứa ở sau thùng gỗ à. Được. Thế này, pha này mình ngồi đây quá ngon có gì. Đấy. Tôi ngồi đây kiểu ngư ông đắc lợi nhá. Sẽ cố gắng ăn chúng nó anh em. Nếu mà bắn được chúng nó sớm thì qua lấy máu là được ấy. Được. Ra đây. À, hai đứa ngồi thủ căng nhở. Mày này, có chừng nhá mày. À, mau nhở. À, chúng nó đang solo với nhau rồi. Chuẩn bị anh em, rình rập cơ hội nhá. À, đi rồi. Úi rồi, chạy đâu hả em ơi. Chạy đâu hả. À, xong một đứa nhá. Xong còn lại đâu. Ui, thế này hơi toang anh em ơi. Nó không ra, nó không chạy ra đâu, nó sợ rồi. Má, thế này sao chơi nó thật còn lại. Găng ghê rồi nhá. Anh em thấy thế không. Ui, kia. Mày ngu dém ạ. Mày ngu rồi, ui, nó dậm con keo rồi. Dậm này thì mình còn khá là ít đạn súng trường. Thế nên thôi anh em ơi. Bây giờ mà xấy bông keo nó tốn đạn súng trường lắm. Thật luôn. Để dành tí nữa mà bắn người thì nó ok hơn nhá. Bây giờ còn có bao nhiêu đây. Tính ra được có mỗi 68 viên đạn súng trường. Bắn được có mỗi kiểu 2 băng là hết rồi ha. À. Ui, ở ngoài có người đây. Ui, cái đậu xanh. Dã man nhở. Ui,
chứ còn tí máu vẫn ăn được mạng đấy. Cũng may là mình mang tính năng của cái con nhân vật mới á. Anh em thì ngon, không anh em thì ngon, mang tính năng của Zota nhá. Thế là xong, bắn xương xương cái có thêm máu nè. Ngon lành, với lại thì mình vừa lặn được thêm tí máu nữa, khá là ngon. Ủa, bọn kia nó không chạy vào. Má nhờ, để mình coi nào. Chứ nó có chạy vào đâu, nghĩ nhỉ, nghĩ nó chán nhỉ câu nhỉ, từ từ nhá. Đây, chuẩn bị, let's go nào. Ơ, cái đậu xanh, đây rồi, đây rồi. Úi dồi ôi, ra đây em ơi, úi dồi này. Ra đây em, ui, toàn thế, gì đấy, toàn thế. À, xong nha, xong nha, xong nha, 6 kill rồi nhá. Thằng cuối đâu, thằng cuối đâu. Ê, tầm này là khá là căng thẳng rồi nha các bạn ơi, kiếm thêm thằng cuối nữa là ok nhá. Đây. Mình nằm xuống luôn, anh em ạ, nằm xuống luôn. Đấy. Không sao, may thì cỏ lên nó khá là tốt thì tôi sẽ ngồi cuốn máu đã. Má nghĩ nó hên công ạ. Tôi không hiểu là tại sao mà đến giờ phút này tôi vẫn còn sống được. Đấy, kỳ tích không? Các bạn công nhận kỳ tích không? Trời ơi, đậu xanh, lâu lắm em mới chơi nhân vật ngộ không á. Rồi nhá, thế là chúng ta có một cái ba lô xịn sò rồi. Ấy, rất nhiều đạn luôn nhá. Tầm này thì chỉ lo là không có địch bắn thôi. Và tôi đang chuẩn bị solo với thằng cuối cùng. Tầm này cứ cuốn đầy máu đã, sợ quá anh em. Mà không biết là thằng cuối đang ở đâu thôi. Rồi nha các bạn, đấy, bo thu lại rồi nè. À, ở dưới không có thì phải, không có đâu. Thế ở trên, à đi rồi. Mày này, úi dồi ôi, à. Xong nha, xong nha. Buya. Tuyệt vời mọi người ơi. Thế là win game tấm 1 rồi. Yeah. Anh em ơi, ngày hôm nay Kẹo sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.